Nhận định trực tiếp bóng đá Venezuela với Argentina lúc 2 giờ ngày 29 tháng 6 ở vòng tứ kết Copa America 2019. Với những gì đã thể hiện tại vòng bảng, Venezuela nhiều khả năng sẽ khiến ông lớn Argentina ôm hận ở tứ kết Copa America. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của cả hai đội, link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video. Từ đội bóng được đánh giá cao nhất giải, Argentina lại chỉ có thể vượt qua vòng bảng nhờ chiến thắng ở lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, Venezuela chưa bao giờ được đánh giá cao lại đang bất bại ở vòng bảng và xếp trên cả Peru và Bolivia. Những đội bóng mạnh hơn, ấn tượng hơn, họ cầm hòa cả Brazil và không để cho đối thủ ghi bàn. Rõ ràng ở giải năm nay, Venezuela thực sự là một ẩn số khó lường. Họ chơi phòng ngự chặt chẽ và có phương án tấn công bằng những tình huống bóng bổng cực kỳ nguy hiểm. Chắc chắn đội bóng này đang có được sự tự tin và không ngần ngại việc phải đối đầu với Argentina. Ở góc độ tỷ lệ châu Á, đương nhiên Venezuela có lý do an toàn khi được chấp tới một hòa ở trận đấu này. Đấy là theo những diễn biến về sức mạnh của hai đội, hai đẳng cấp bóng đá hoàn toàn khác. Nhưng việc thể hiện ở giải này như thế nào mới là chuyện đáng bàn. Argentina đang chơi quá mờ nhạt và lúc này họ không còn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch nữa. Đáng chú ý hơn, ở lần đối đầu trước đó không lâu, Venezuela đã có chiến thắng tới 3-1 trước Argentina. Tỷ lệ chấp ở trận đấu đó tới 1-1/2 và việc giảm xuống chỉ còn một hòa ở trận này là một sự đi xuống rõ rệt đến từ cửa trên.